bạn chê phim tôi dở, tôi làm phim dở hơn. Bạn khen phim tôi hay, tôi cũng làm phim dở hơn. Bạn bảo phim tôi trẻ con, tôi khỏe đít. Đó chính là Thor, vị thần sấm quyền năng của chúng ta đã quay trở lại trong phần phim mới, vẫn với công thức từ thời Pharaoh cởi chuồng, nhưng mà X10 nó lên, dốc ngập mồm. Dù sao thì xem phim này giải trí cũng được. Biết cái gì không được không? Chúng tôi bị hack kênh. Mà bị hack kênh mất nhiều video quá các ông ạ. Bây giờ các ông phải xem những video mới up đi, xong rồi like lấy cái thứ đi cho traffic nó ổn đi, không chết mất. Nhưng mà để xem Thor Love and Thunder cũng như là cái video này thì bạn cần phải tháo não trước đã. Tháo rồi thì bây giờ là recap Thor, sấm sét và ái tình. Bộ phim bắt đầu tại một sa mạc khô hạn. Một anh đầu trọc của một cô con gái đang chết dần chết mòn vì đói. Tìm đâu ra đồ ăn ở nơi hưu quạnh này? Là tôi thì tôi sẽ gọi GrabFood, nhà tài trợ. Không phải à? Không, nhà tài trợ của video này là trùng cuối shop bán áo chính thức của hệ thống The Reviewer, nơi chúng tôi có đủ loại áo từ anime, phim, game. Thêm vào đó chúng tôi còn bán tranh cực kỳ đẹp và tới nay còn có thêm rất nhiều sản phẩm hay ho nữa. Trong tháng 9 các bạn có thể nhận về cực kỳ nhiều ưu đãi khi mua hàng, nên là link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Quay trở lại với video thì anh đầu chọc đói chỉ biết khấn bái thần linh. Đói quá, ra mà giờ bát mì tôm hai trứng trần, ít rau muống với lại mấy miếng xúc xích thì ngon. Đói quá thế là con gái anh chọc lăn ra chết. Anh chọc buồn vì anh không vui tí nào. Anh đang nằm im một góc để chuẩn bị chịu số phận cùng con thì một âm thanh gì đó vang vọng bên tai, một lời mời gọi kéo anh đi theo. Ồ, là một ốc đảo. Hay có anh chọc, nãy mà anh bước thêm vài bước nữa là bố con anh sống ngon này. Nước, nhiều nước quá, nhiều đến mức mà anh chọc bơi xuống chứ không uống. Anh bỏ lên bờ, anh thấy đồ ăn, anh vô vào. Đây là bàn tiệc của một vị thần tên là Rapu, anh của Chipu, chính là vị thần mà anh tôn kính. Nhưng tên thần này lại là một tên ích kỷ, có đứa em gái hát đã không hay thôi lại còn không hề quan tâm gì đến tín đồ của mình. Anh chọc đau khổ vì lòng tin bị phản bội, anh tức giận, nhưng mà người trần mắt thịt thì làm gì được các thần. Không sao vì đã có thanh kiếm màu đen tên là Nekoswar dưới đất bay lên tay anh. Đó là thanh kiếm của người vừa bị Rapu giết, một thanh kiếm có khả năng diệt thần. Nó truyền giáo vào đầu anh một số thứ văn hóa phẩm độc hại, cụ thể là đánh bỏ sư bọn thần đi chứ còn chờ gì nữa giáo sư. Nghe lời thanh kiếm, anh chọc chạm cái đầu của tên thần khốn nạn và thề sẽ cướp nghề của vị huynh đài Kratos. Đó chính là sự khởi đầu của Gor, kẻ diệt thần. Tạm rời xa Gor để quay trở lại với vị thần sấm huyền thoại của chúng ta, người lúc này đang xuất hiện trong câu chuyện điều lòi mồm của ông người đá cóc. Cóc kể về một hành trình khổ cực mà Thor đã trải qua, và khổ nhất là số đám rỗ mà anh phải tổ chức trong một năm cho gia đình. Đau thương biến thành calo, Thor tập tành quốc ao diêm dùng các thứ, trở lại với body ngon nghẻ đồng hành cùng giáp xiếc ngân hà. Sau nhiều trận chiến cam go, đây là thời gian nghỉ giữa hiệp của Thor, nhưng mà giáp xiếc lại đến rủ đi diễn hài và hành trình mới của Thor bắt đầu. Việc đầu tiên anh làm là giải phóng một hành tinh bị xâm lăng. Với đống kỹ năng võ thuật ba xu học được ông chỉ đạo võ thuật thuê ở lề đường, Thor đánh bại toàn bộ lũ xâm lăng và thêm một chiến tích nữa được ghi vào đại lộ danh vọng của những trận chiến Kring nhất màn ảnh. Hành tinh này hình như là Ninh Bình nên là Thor được trao thưởng hai con dê, trông có vẻ là không đủ nồi lẩu cho cả đoàn cùng ăn. Đã không biết mua rau gì kèm thì máy phát tín hiệu báo rằng có rất nhiều người đang cầu cứu, trong đó có Sif, một người bạn cũ của Thor. Thor ngay lập tức lên đường giải cứu cô. Trong sự xua đuổi của giáp xiếc ngân hà, anh bay đến một vùng đất băng giá, có một vị thần khổng lồ đang chết dần chết mòn. Cách đó không xa là Sif đang bị thương nặng và cosplay thần điêu đại hiệp. Cô nói tất cả đều là do Gor, kẻ diệt thần gây nên, và mục tiêu tiếp theo của hắn có vẻ là Asgard. Trong lúc Sif kể lể thì Gor đã có mặt tại Asgard trên trái đất. Hắn triệu hồi một binh đoàn bóng ma đi quấy phá giấc ngủ người dân, vị vua đương nhiệm và Kree đến ứng cứu, và một bữa tiệc thì không thể nào thiếu hòa âm ánh sáng, và thế là Thor đến. Nhưng bất ngờ chưa, anh không phải là cái bóng đen led duy nhất ở đây. Một kẻ nào đó đã cầm tình cũ của Thor múa xét các kiểu. Và bất ngờ tiếp chưa, đó là Jane Foster, người yêu cũ của Thor, đã được trả đủ cát xê để quay trở lại. Lý do đúng hơn thì phải thua lại một thời gian trước. Jane đã là một nhà khoa học có tiếng, có nhiều giải thưởng danh giá, cũng như là level cao nhất trong trò chơi ung thư. Và những lúc sắp chết thì chúng ta làm gì? Chúng ta cầu khấn thần linh, chúng ta gọi chúa. Jane đã làm vậy, và cô đi theo tiếng gọi của Mel Mel. Cô đến Asgard, một trong những vùng đất linh thiêng và hùng mạnh nhất cửu giới. Nằm một góc bé như con kiến ở trái đất, Jane nhìn chằm chằm cây búa dãy đành đạch. Phản ứng hóa học diễn ra, người búa hợp nhất và chúng ta có Lady Thor. Giờ chỉ cần Thor da đen, Thor động vật nữa là chúng ta sẽ có Oscar. Woo! Tại sao Jane có thể cầm được Mel Mel thì lại phải tua lại vài năm trước, khi mà tình yêu của đôi chim di này còn mặn nồng. Thor đã nói với Mel Mel phải luôn bảo vệ cho Jane, nhưng buồn cái là không có ai bảo vệ thời gian biểu của hai người. Thor thì bận làm siêu anh hùng, Jane thì bận đọc xác suất thống kê, và họ thì đang sống trong thế giới mà Bạch Tuyết có thể ra nâu, nhưng mà siêu anh hùng và xác suất thống kê thì không đi được với nhau. Và thế là đôi chim di chia tay. Nhưng mà tạm gác lại chuyện này vì Gor đã tiến đến rất gần. Thor và Gor giao chiến một cách nảy lửa với những động tác chồng không nảy lửa cho lắm. Đang chiếm được thế áp đảo nhưng mà Gor vẫn phải lủi đi vì Thor đang cần thời gian để kéo dài kịch bản. Hắn cũng không quen xách theo vài đứa trẻ. Thor và Jane tỏ ra vô cùng lo lắng cho lũ trẻ, bằng cách hỏi nhau xem mà đã chia tay được bao lâu. Nhân dân Asgard thì đang lo lắng tìm con, Valkyrie thì không biết làm thế nào. Còn Thor chỉ quan tâm là thuốc nhuộm tóc của Jane hãng gì, và vì sao gọi mãi mà búa không trở về. Mãi đến khi nhân dân làm ầm lên thì Thor mới đứng dậy phát biểu. Tất cả nhìn ngay, tôi chỉ cần một phút là tìm được hết.
cần nhiều hơn 1 phút. Cây phá bão đang bị lỗi đường truyền nên là tạm thời Thor không thể bay nhảy khắp nơi được nữa. Đang không biết làm thế nào thì có một cái đầu hiện ra, đó là cậu bé Astrid, con trai của Hamdo. Dâu củ, 2022 rồi mà mày vẫn 144p thế kia. Chú có làm VFX đích đâu mà chú biết là mờ hay nét. CGI làm 2 tháng chỉ được này thôi. Thor chỉ cho Astrid tuyệt kỹ mắt thần gia truyền của Hamdo và nó đưa anh tới một vùng đất tối om tên là giới hắc ám. Sau khi hứa sẽ giải cứu lũ trẻ, Thor trở lại và không biết sẽ giải cứu kiểu gì. Valkyrie đề nghị họ đến Omnipotent, nơi ở của những vị thần mạnh nhất. Ở đó họ có thể chiêu mộ những vị thần tối cao như là Hequin, Hermes, Zeus, những người có đồng nghiệp bị gò vặt đầu ở một cái vũ trụ nào đấy. Vấn đề lúc này là cây phá bão đang bị hỏng, buộc Thor phải di chuyển bằng thuyền được kéo bằng 2 con dê. Thế là thanh niên tranh thủ cơ cẩm lại Jane một chút, nhưng mà Jane không quan tâm lắm mà đang ung thư bó sừ ra. Thực ra Mèo Mèo chỉ giúp Jane tạo một cái vỏ bọc cường tráng khỏe mạnh, chứ bên trong thì cô vẫn là một đứa ung thư giai đoạn cuối. Thậm chí là Mèo Mèo còn làm Jane chết nhanh hơn. Nhưng mà thôi kệ đi, bố mày có siêu sức mạnh. Và thế là hành trình bắt đầu. Omnipotent thăng tiến, những vị thần hùng mạnh nhất đều đang ở đây, bao gồm cả Zeus, vị vua của đỉnh Olympus. Và họ ở đây làm gì? Họ biểu diễn trò điều khiển. Và họ làm gì tiếp? Họ bàn xem sẽ tổ chức Herogasm ở đâu. Thor đứng ra kêu gọi thành lập một đội quân để tiêu diệt Gore, nhưng mà thần rớt dí bộ phận sinh dục nam quan tâm. Bộ phận sinh dục của ông đang bận gì cái khác. Tên Gore đang bắt cóc trẻ em kìa. Thế là sao? Trông ra giống công an lắm à? Ông mà đố hèn. Hèn nhưng bố mày sống, Odin nhà ông dũng cảm ông chết đấy. Bất lực vì những lời nói ích kỷ của Zeus, không cần chờ gọi đến, tự tay Thor thảm sát hàng loạt cái vị thần luôn. Zeus không thể để yên cho Thor oanh tạc, ném cây tẩm sét kết liễu Cóc. Thor tưởng Cóc đã chết, ném tia sét xuyên qua người Zeus. Zeus gục xuống trước mặt các vị thần, xong hóa ra Cóc không chết. Zeus oan vãi cả bìu. Valkyrie lụm luôn tia sét của Zeus và cả đội tự mình di chuyển tới giới hắc ám. Đây cũng là cơ hội để Thor yêu lại từ đầu. Jane thì tiết lộ mình bị ung thư sắp chết, khiến Thor vô cùng lo lắng. Rồi cảnh lãng mạn thì cũng chẳng kéo dài lâu, vì ngay lập tức họ bị bay màu, cập bến thế giới bóng tối. Và đây Gore đã chờ sẵn, cả nhóm sập bẫy. Gore liên tục bảo Thor hãy gọi cây bố đến, không phải là vì muốn một trận chiến công bằng, mà là vì hắn ta muốn đến gặp Eternity, một thực thể quyền năng nhất nhì vũ trụ, để có thể xin một điều ước. Và cây phá bão chính là chìa khóa đến được đó. Bro, sát thần gì mà hơi đần nhá. Ông sang xứ Ả Rập Xê Út tìm cái đèn xong gõ gõ, cái thần đèn nó cho ông tận 3 điều. Gore dùng Jane để ép Thor gọi phá bão. Thor bị cảm xúc lấn át ý chí, và thế là Gore đạt được mục đích. Một trận chiến long trời lở đất diễn ra, long đến nỗi gọi được cả màu sắc trở lại. Valkyrie cũng lanh chanh lao vào góp sức, nhưng bị Gore móc lốp phát giữa lưng. Thế là Thor đành phải sủi về trái đất chữa thương cho Valkyrie. Còn Gore thì giật được cây phá bão lại, ung dung tiến tới Eternity. Trở lại trái đất với 2 thương binh hạng nặng, Thor khuyên Jane không nên sử dụng Mèo Mèo nữa vì nó đang hút cạn sinh lực của cô. Có siêu sức mạnh làm siêu anh hùng thì cũng vui ấy, nhưng mà làm cho cố rồi chết thì làm gì? Jane nghe theo và chịu nằm im chữa bệnh. Thor ra ngoài lấy tia sét chỗ Valkyrie và tự mình tiến đến Eternity. Lúc này Gore đã bắt đầu quá trình mở cổng và quay lại triệu hồi một đám lâu la để cản trở Thor. Thor thì vẫn bình chân như vậy, nói chuyện với đám trẻ mà Gore dẫn đến. Nhân dịp bố mẹ chúng nó không có ở đây, Thor xúi dục bọn trẻ đi nhặt vũ khí xung quanh. Chúng mày cầm gì lên được để CGI của phim lo liệu. Cùng với đó, Thor truyền sức mạnh của sấm sét cho lũ trẻ và một đội quần nhí nhố ra đời. Bọn trẻ đánh bại đội quần bóng đêm, còn Thor thì tiếp chiêu Gore, nhưng mà do nịt bụng quá chặt, hướng gió không ủng hộ, vũ khí không thuận tay, Thor dễ dàng bị Gore áp đảo. Jane thì nhằm nhà mãi không chịu được, Mèo Mèo cứ gọi cô. Đúng là một khi đã nghiện thì mãi nghiện. Jane cưỡi ngựa của Valkyrie lao đến Eternity. Mặc dù Thor không muốn lắm nhưng mà thêm một đồng đội thì cũng tốt. Jane tiếp chiêu Thor, còn Thor đi lấy lại cây phá bão. Anh ném phá bão cho Astrid để đưa các bạn về nhà, còn anh và Jane tiếp tục công chuyện với Gore. Nhân lúc Thor đang cầm chân Gore, Jane ném Mèo Mèo phá vỡ Necrosaur, dùng các mảnh của Mèo Mèo hút các mảnh vỡ của Necrosaur, không cho nó ghép lại, và cô chút hết những sức lực cuối phá hủy Necrosaur. Thor lao đến bên Jane mà không nhận ra Gore đã chui qua được cánh cổng. Đứng trước Eternity, chỉ cần một điều ước là tất cả vị thần sẽ ra đi. Lúc này thì đánh đấm gì nữa, Thor lại kiểu, ôi, thông não chi thật nào. Ôi, giây phút cuối cùng rồi, tao đi ôm người yêu, kiểu gì cũng chết mà, sao không ở bên người mình yêu đi. Và thế là một điều gì đó đã thức tỉnh trong Gore. Gore ước là cô con gái của mình sẽ sống lại. Và thế là hai cha con đoàn tụ trong niềm hạnh phúc của Gore. Ở cách đó 3 mét thì Jane đang nói lời chăn chối với Thor. Mãi mãi yêu anh, em buồn lắm các thứ. Và thế là cô ra đi như một chiến binh, được đưa đến Valhalla sánh vai cùng Hamdo và Odin. Co quay sang Thor và nói, mất người yêu nhận con nuôi đấy. Và cũng nhắm mắt xuôi tay. Sau mọi chuyện thì những đứa trẻ trở về Asgard, được dạy những khóa học chiến đấu cơ bản để tránh bị bắt cóc sau này. Thor từ lúc có con gái nuôi cũng chăm chỉ rửa bát hơn. Và cô con gái này tên là Love, tình yêu. Hai bố con cùng nhau tạo thành cặp đôi sấm sét và tình yêu oanh tạc vũ trụ. Nhưng mà Thor vẫn không biết rằng Zeus vẫn chưa hề chết và chuẩn bị mang đến một cơn ác mộng mà Thor không bao giờ ngờ đến, mang tên Hequin hoặc là Hercules gì đấy. Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong Thor Love and Thunder. Giờ tháo não đã hết, với các bạn lắp vào để đi xem phim khác. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer. Vui Vẻ, người chơi điện tử, người chơi đồ, người tối cổ, nhi đồng tối tai, nhi đồng mất não để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.